xíu. Dạ, năm mươi xếp. Còn phải học hỏi nhiều lắm anh ạ. Chào anh Trường. Em chào anh ạ. Hôm nay lại hội ngộ toàn lãnh đạo Lan Hà đây à? Sao? Chúc mừng. Vâng, em mời anh. Chúc mừng chú. Sang tuần công ty chúng tôi có tổ chức buổi tiệc nhẹ, giới thiệu ra mắt sản phẩm mới. Mời anh Trường một cậu nghĩa qua trông vui. Có lẽ bọn em xin phép đi tiếp khách. Vâng, em xin phép anh ạ. Đã. Rồi, chúc mừng Trung Ba. Thế còn Lan Hà thì sao nhỉ? Bây giờ chúng tôi mới được sang uống rượu mừng đấy. À, về việc nghiên cứu bên Lan Hà thì luôn chú trọng chậm chắc, an toàn và hiệu quả đối với người tiêu dùng, chứ đâu thể vì lợi nhuận mà bất chấp quy trình hay là hô biến công thức sáng chế của bên khác thành của mình được ạ. Tôi không hiểu ý cậu nghĩa như thế nào, nhưng nếu ý cậu nói ấy, Đông Ba ăn cắp công thức sáng chế của Lan Hà thì nên tự chọn và đưa ra bằng chứng. Anh Long quên nhanh quá. Trong hội thảo y học thường niên năm ngoái, chính tôi là người trực tiếp trình bày đề án về sản phẩm chống trầm cảm thế hệ mới. Về ý tưởng cũng như cả các thành phần cải tiến của thuốc đều đã được các nhà khoa học chân chính họ thừa nhận. Anh vừa quên. Hơn nữa chú cũng biết, trưởng phòng nghiên cứu bên Lan Hà đột ngột đầu quân sang bên Đông Ba đúng lúc. Thật ra thì người trong ngành đều hiểu hợp đồng lao động có điều khoản rõ ràng là không làm việc cho công ty đối thủ trong 3 năm. Bên Lan Hà chưa truy cứu vì là Lan Hà muốn tập trung vào chất lượng sản phẩm trước thôi. Chứ một khi mà dính dáng đến pháp luật, cháu e là phòng pháp chế bên Đông Ba sẽ vất vả lắm đấy ạ. Với bố cháu vẫn hay nói, hàng thật giá thật thì không ngại so đo với hàng copy. Phải không bố? Xin lỗi, tôi có điện thoại. Mình ngồi đi bố. Mời bố. Được đấy, cứ thế. Mình sợ gì đâu ạ. Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại lát ạ. Ông Trường. Lâu lắm rồi mới gặp. Anh Quyên khỏe không? Khỏe, cảm ơn ông. Thế còn ông, chắc bận bịu với kế hoạch ra mắt sản phẩm mới lắm nhỉ? Ông cũng biết à? Và điều này chẳng có gì là lạ cả. Khi hòa tâm của ông với lại Đông Ba của Tây Long thì là một. Chỉ là một phần của hòa tâm, trong đó không có tôi. Ý ông là sao? Ông nhìn xem, đó là liên minh ma quỷ, có ông Khang giám đốc bệnh viện Hòa Tâm, Tay Long là bên Đông Ba, Tay Chiến là người trên sở. Đây là hội lợi ích nhóm, bất chấp thủ đoạn nào họ cũng dám làm. Dù tôi có là phó giám đốc bệnh viện Hòa Tâm, nhưng một mình tôi một phách. Mà thôi, không tiện nói chuyện đó ở đây. Bạn bè lâu không gặp nhau, chắc phải hẹn một cuộc riêng. Anh em Hàn Huyên, có được không? Tôi có tuổi rồi, rất ngại gặp gỡ xã giao, thông cảm nhé. Nhưng có một việc, tôi muốn làm việc trực tiếp với ông. Mọi việc lớn việc nhỏ trong nghĩa nhà tôi đều có thể thay thế dàn xếp được. Có chắc không? Chắc ông chưa quên chuyện ông Quang nhỉ?
cháu vừa gửi cho cô mấy bài nhạc Thiền. Khi nào cần thư giãn thì cô nghe nhé. Thiền cùng với Hương Mùi Già dễ chịu phải không cô? Sao thế ạ? Cô dùng mùi nước hoa đàn ông đúng không? Mùi khói à? Cô không thích ạ? Ừ, ghét. Cháu xin lỗi, cháu không biết ạ. Để lần sau cháu sẽ để ý. Cháu về đi ạ. Cháu chào cô. Mùi nước hoa gì mà khét lèn lẹt thế thế? Khét á? Thơm à? Nước hoa mùi khói đấy. Cô Hà, cô chọn mua nước hoa này tặng bố. Chứng tỏ là cô ấy rất sành điệu đấy. Liêm à, cháu để ý đến người phụ nữ này cho cô. Một chuyên gia tâm lý. Hôm nay cháu đã bớt hồi hộp hơn chưa? Cháu đỡ hơn rồi ạ. Vậy đọc tự tin lên nhá. Nhưng mà chú ơi, cháu muốn thu xong gửi luôn cho cô Hà có được không ạ? Đồng ý. Hôm nay mình bắt đầu đọc từ trang này nhá. Vâng ạ. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Chưa chuẩn bị nhá. Vâng ạ. Thỉnh thoảng cô có thể cho bạn ấy thay vì cho em ạ. Mẹ bạn ấy là thợ giặt và có 11 người con, tất cả đều còn bé. Thứ bảy hàng tuần bà em vẫn cho họ một ít gạo và đậu để giúp đỡ họ. Và em chia bánh cho bạn ấy vì mẹ đã dạy chúng em phải biết chia sẻ những thứ ít ỏi của mình với những người còn thiếu thốn hơn. Giờ thì nước mắt tuôn rơi trên mặt cô. Em không cố ý làm cô khóc đâu ạ. Em hứa sẽ không trộm hoa nữa và em sẽ học chăm chỉ hơn. Được rồi, cứ thế nhá. Rồi chị sẽ chuyển khoản cho. Ok. Bye bye em. Cô ạ, nhìn mặt cô giận cháu đi ạ. Vào viện xử lý cho nó xong xuôi sạch sẽ. Rồi điện thoại cho con Mỹ Đình, nói nó về ngay. Nó mà không về, cô chặt chân đấy. Vâng, cháu cảm ơn. Vợ cháu đi ngay đi ạ. Sổ sách của cô đâu? Dạ, cho lấy ngay ạ. Chị đây. Em mới cho chị đọc mấy tác phẩm kinh điển cho thiếu nhi. Được phết. Chị biết là được mà. Mà chị ấy, cũng dành thêm thời gian cho Trạm đi. Rồi, tôi biết rồi. Có vụ này chị biết chưa? Sáng nay bà Đình đã ly hôn xong xuôi hết rồi. Thủ tục nhanh thế à? Mà chiều nay thằng Lân nhập viện luôn. Sao thế? Cái Đình ly dị rồi mà còn đánh ông ý làm gì? Không phải, mà là mẹ mến lên cơn. Ui, mẹ mến biết chuyện rồi á? Vậy hả con? Thôi thì có sao đâu, đừng có lo cho mẹ. Trưa vẫn còn cơm mà con, mẹ cắm điện lại thôi. Ừ. Rồi. Thôi con đi chơi với bạn vui vẻ nghe. Đừng có lo. Bye bye con.